Quý vị và các bạn thân mến nha, chào các bác cô chú anh chị mọi miền. Các bác cô chú anh chị nếu ở Hà Nội thì chắc là nhìn ra cái khung cảnh này đúng không? Ở Hồ Tây, bờ Hồ Tây. Đấy. Thì phía này là phía giáp với đường Lạc Long Quân. Lạc Long Quân, và cái chỗ này thì năm nào cũng rất là nhiều đào quất về đây, vì nó có không gian và dọc cái tuyến đường Lạc Long Quân. Các bạn thì tôi sẽ xin phép đi vào tham quan một số cây ở trong này, có đào quất, có bưởi, đầy đủ hết các bạn. Đấy, cảnh đó năm nào cũng vậy nhé. Đang định nói một chút thì lại vướng cái chỗ người ta đỗ ô tô. Thì bây giờ đi vào các bác nhá, theo dõi xem nào giá cả hôm nay như nào. Chỗ này là chắc là chỗ đẹp nhất của Hà Nội rồi, vừa để buôn bán vừa là cây chất lượng nhất. Quất thì quất lấy Tứ Liên ra, bưởi thì các nơi thôi. Quất Tứ Liên, đào thì đào Nhật Tân này. Cũng có thể có đào quất Văn Giang các nơi trà trộn ở đây, nhưng mà nói chung là cứ cây nào đẹp mướt thì là các bác chọn thôi. Các bác đi vào nha, các bác nha. Nó có nhiều cái lựa chọn và có không gian thì năm nào cũng thế, tôi đều cố gắng có một số những vòng chuyến đi lên đến trên này rất là thú vị. Quất quả rất là to, các bác nhìn quất Tứ Liên quả rất là to, rất là xanh nhỉ, rất là xanh, cây cảnh rất là mập. Cây này quả rất là mập, cây này cũng vậy. Đây, những cái quả rất là mập. Vẫn còn khá là sớm mới đến Tết. Nên là mùng 10, 11. Bưởi bên này. Bưởi thì chắc có lẽ là chỗ khu vực Hoài Đức với lại Văn Giang là nhiều nhất. Trở lên Nhật Tân cũng có trồng nhưng mà ít. Rất nhiều những cái bưởi rất giá trị thì lọc ở đây rồi. Quất đẹp. Đấy, lọc vườn này. Xem đào đi, vâng. Cái đào rất là đào bích rất là mập, rất là mập dặm. Hoa đã nở, tất nhiên là những cái hoa đầu tiên thôi, còn nở hết thì còn dài lắm, hết Tết chưa hết được hoa. Quất thì nhiều khi cũng không cần phải quá nhiều quả đúng không ạ? Quả có thể thưa nhưng mà quả to như quả này, có quả xanh, quả chín, có hoa, có lộc lá, đấy, lá xanh, mướt, như vậy là ok rồi. Đáng kế hài hòa. Một loạt đào khá là giống nhau. Quất có những quả rất là mập. Cái chất đất và cái giống khí hậu ở trên này có thể là cả bí quyết nữa. Thì ở các vùng khác gần như là chưa trồng được để đạt những cái đỉnh đổ đẹp như ở Tứ Liên. Đấy.
Tất nhiên ông tùy vườn, có những vườn ở Nhật Tân quả không to đâu, nhưng mà phần đa là chất lượng tốt hơn. Xin phép tôi cũng chẳng hỏi giá gì, chỉ có là anh em đi chơi thôi. Đấy. Thì mình đi ra, mình vừa đi chơi, mình vừa ngắm hưởng cái không khí mùa xuân mới vui quá. Chứ còn chúng ta không phải là chúng ta đi vì cái lợi nhuận hay là vì cái việc là phải mua bằng được, mà chúng ta đi thưởng thức thì hay hơn. Một loạt khá là giống nhau và dăm khá là mập. Đào dăm khá là mập. Đấy, có cả những cây đào nhỏ cho những gia đình nho nhỏ. Đa số là đào bích hết. Bộ là đào bích. Đây, cây quất này quả rất là mập, quả rất mập. Đây có một số cây đào phai cánh kép ở đây. Đào phai cánh kép. Quất nhà mình ấy đúng không? Không hay ạ. Em đi xem. À thế. Cũng đang muốn hỏi một số giá một số cây mà chưa biết chủ đâu. Bao nhiêu tiền một cái quất như thế này? Cây này á? Vâng. Cây này triệu 7. Quả rất là đẹp, to nhỉ. Quả to đấy. 1,7 triệu cả chùm lẫn cây. Đấy. Thế đào năm nay có vẻ nở sớm nhỉ? Năm nay Tết. Năm nay. Đào đấy thì nở. Năm nay Tết đến nhanh mà bán có vẻ hơi muộn. Đào này thì đào kia có mà hết. Đầu kia có mà hết Tết cũng chả được hết. Và cái cây kia thoải mái. Có vẻ thời tiết ấm nở nhanh. Ở nhà tôi đào không ngờ nó lại nở nhanh như vậy. 1,7 triệu còn ở trên này chắc sẽ nhiều tiền hơn nhiều. Cái chùm nó to hơn mà cái cây nó cũng to hơn. Bên này thì bao nhiêu tiền một cây đào to như này? Đào to này ấy. Dạ. Đào to này 10 triệu thôi mà. 10 triệu. Tôi quan nhỉ. Nhà to to chút. Quay này sếp thích thì sếp để phi ra giờ. Thế còn cây nhỏ này mà để trong nhà thì bao nhiêu? Cây nhỏ trong nhà 2 triệu. 2 triệu. 1,7 triệu, 1,8 triệu. Giá nó lại hợp lý nhỉ. Của nhà thì bọn chị bán thế nào cũng được mà. Mà bọn chị đấy. Lại đánh lên lâu rồi. Đấy, nó tươi, nó rất là tươi.
cho vào chậu bây giờ có rễ rồi nó mới sấy. Đây này, những cây này cho vào chậu lâu rồi, nó sống trên chậu rồi nữa. Thế này thế là xong thôi chứ. Đấy. Nó sống trên chậu nó có lộc luôn rồi, nó không bị héo. Tốt quá. Như cây này chơi đẹp, cây nhỏ nhỏ. Đấy. Vâng. Và nó tươi. Sống trên chậu rồi nó tươi. Vâng. Mau và mập. Tươi. Quá hợp lý. Quất cũng rất đẹp. Để xem một chút bưởi bên này nữa. Bưởi thì chắc là dành cho các bác có điều kiện hơn, có không gian hơn. Chúng ta đi xem rồi, ngửi hương bưởi sướng lắm. Đây, chắc có cái cây này là hay ho hơn cả. Quất đẹp thật. Mua đào đi em ơi. Xanh mướt nhỉ. Quả rất to. Cứ trên chợ ổn định rồi là nó xanh. Đấy. Cụ đi chơi sớm ấy. Mấy triệu không?